các bạn đã trở lại với video lần này của mình. Như video lần trước thì mình đã đi phân tích một số thông tin cơ bản của dự án CDiamon. Hôm nay thì mình sẽ tiếp tục đi review cho các bạn về dự án. Mình sẽ đi phân tích về phiên bản driver chính thức của dự án. Và như các bạn đã thấy ở đây, và đây là những phần đầu tiên giới thiệu về dự án này. Đây các bạn thấy. Và với trong gần một thập kỷ nay thì cryptocurrency là một phần của nền kinh tế thế giới. Và kể từ năm 2009 thì khi mà Bitcoin được giới thiệu với chúng tôi thì đã có rất là nhiều thay đổi. Và ngày nay đã có 1580 cryptocurrency với hơn 11.220 thị trường và vốn hóa thị trường đã đạt tới là 254 đô la. Và với CDC thì đây là một mã thông báo online về thẻ an ninh và thẻ thanh toán, và nó sẽ có vai trò của đồng tiền dự trữ và đồng xu ổn định. CDC sẽ được coi là một thái sinh, đó là một nền tảng quy chế thị trường tài chính và rửa hành. Kim cương mạng sẽ phát hành các thẻ chỉ sau khi mà có được các giấy phép. Và tại thời điểm này thì đội bóng kim cương sẽ mang bao gồm một đội ngũ nòng cốt của 6 người và các chuyên gia bên ngoài và các cung cấp dịch vụ và nhóm nghiên cứu cốt lõi của thị trường tài chính và thị trường kim cương của các chuyên gia. Các chuyên gia sẽ bao gồm các lĩnh vực công nghệ và marketing và blockchain. Các chuyên gia nhóm nghiên cứu sẽ phát triển cùng một với một dự án. Và trong quý 3 của năm 2018 thì một trong các nhà tiếp thị quản lý truyền thông sẽ được thuê và một nhà phát triển chính của blockchain. Và với cái dự án này thì nó sẽ cũng quan trọng để mà đề cập rằng một quỹ ủy thác từ thiện sẽ được thành lập và đầu tư vào sự phát triển của các nước có nguồn gốc từ kim cương như là Nam Phi và cả Ấn Độ. Và một trong những mục đích chính của dự án Diamond này sẽ là để giải quyết các vấn đề về bất ổn sự sử dụng công nghệ blockchain để tạo ra một loại mới của cryptocurrency xu ổn định, và trong đó thì một đồng xu sẽ phát hành sẽ được đảm bảo bằng một kim cương là 0.04 carat. Và kim cương mạng sẽ là một dự án dài hạn phức tạp, phục vụ một cách là dễ hiểu và đơn giản. Các nghiên cứu sẽ cho thấy rằng khái niệm về một đồng tiền ổn định là rõ ràng đối với hầu hết mọi người, và nhưng chỉ ít khi mà hiểu được những công nghệ được mô tả ở phía sau đồng tiền ổn định hiện có. Và nếu bạn là một người đam mê công nghệ thì hãy làm theo các tài khoản và Reddit của chúng tôi, hoặc là liên hệ với chúng tôi để hiểu thêm các giải pháp về kỹ thuật số. Và với dự án này thì sẽ bao gồm toàn bộ các nhu cầu và dịch vụ ngành công nghiệp kim cương, số hóa chúng từng bước, và dự án sẽ được thực hiện trong 4 giai đoạn. Thì các bạn để thấy các giai đoạn của dự án này. Và với Bitcoin và Ethereum thì là hai cryptocurrency chiếm ưu thế, nhưng giá của họ sẽ là rất không ổn định. Đó là tốt cho suy đoán và nhưng gây cản trở cho việc áp dụng động thái trong một thời gian dài. Và đây là nơi mà đồng tiền ổn định đi vào các trò chơi. Đồng tiền ổn định với một lớp cryptocurrency tìm cách duy trì ổn định giá cả đối với một chỉ số giá trị với các chỉ số giá trị thị trường là USD. Và dưới đây là đội ngũ của chúng tôi này, các bạn đã thấy. Và với các chuyên gia và các dịch vụ bên ngoài của dự án, đây các bạn thấy tại đây này. Và đây là về thị trường tiền tệ crypto. Với tiền tệ crypto thì là cực kỳ không ổn định và khả nhuận cao, và với ví dụ như là rủi ro cao cũng không bị tổn thất cao, và giá trị của Bitcoin đã tăng gần 300% trong một năm, và nhưng nó cũng sẽ bị mất 1/3 giá trị của nó chỉ trong vòng 5 ngày và 2/3 cho đến 66% chỉ trong vòng chưa đầy 2 tháng. Và một trong những mục đích kim cương mạng là một đồng xu ổn định tiêu chuẩn mà giá trị được hỗ trợ bởi một nền tảng kim cương 0.04 CTS và chỉ là hơi biến động. Và đây là thị trường kim cương của dự án này. Và trên đây thì là một số các thông tin thì mình đã đi review cho các bạn về dự án. Cảm ơn các bạn lắng nghe video của mình. Xin chào và hẹn gặp lại.